Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp các cái thao tác quan sát và tinh chỉnh thước biểu. Cái bài hôm nay là bài chúng ta sẽ học cái thao tác là tô màu trên thước biểu. Tô màu trên thước biểu tức là gì? Tức là trên thước biểu chúng ta có thể dùng một lệnh để tô màu các cái ô thước biểu với các cái màu sắc khác nhau, dùng để quan sát những cái đặc trưng của thước biểu. Thông qua cái việc tô màu này, giáo viên có thể dùng mắt của mình có thể nhận biết được những cái vị trí mà giáo viên muốn để ý đến, và nó hỗ trợ cho cái việc chúng ta quan sát một cách tốt hơn thước biểu. Thì trên ở trên phần mềm thứ B thì có một số lệnh tô màu khác nhau, tôi xin phép được trình bày. Trước tiên chúng ta thấy là trên các thẻ khóa biểu của lớp và của giáo viên đều có những lệnh tô màu khác nhau và được điều khiển bởi những lệnh khác nhau. Trên lớp chúng ta hãy quan sát cái khung thông tin ở bên phải này, thì có những lệnh dùng để tô màu chính là cái lệnh này: phòng môn giáo viên, còn C là lệnh là hủy tô màu. Thế thì ý nghĩa của nó là gì? Phòng ở đây tức là dùng để tô màu những cái tiết học mà nằm trong các phòng đặc biệt, nếu trường chúng ta có khái niệm là phòng bộ môn, nếu không có thì thôi. Trên phần mềm thầy có biểu thì chúng tôi đã đưa ra mà ba khái niệm phòng: một là phòng truyền thống, hai là phòng bộ môn, phòng có môn học, và ba là phòng đa năng. Thì phần mềm hỗ trợ hoàn toàn những cái mô hình các phòng học, nếu không có thì thôi. Bình thường các lớp học của chúng ta, bình thường ở các lớp bình thường ở Việt Nam thì đa số là các trường là không có phòng bộ môn riêng, và cái phòng đó, phòng học mà lớp học học tất cả các môn đó thì gọi là phòng truyền thống. Với môn học là một cái lệnh mà tô màu, mỗi môn học là một cái màu khác nhau, đây là cái lệnh cũng khá hay. Chúng ta bấm vào đây thì giáo viên sẽ làm quen những cái màu sắc của các môn học, và nhìn vào đây là sẽ biết được là như vậy cái vị trí của các màu sắc khác nhau. Về màu sắc của môn học thì mặc định khi chúng ta nhập môn học vào thì phần mềm tự động gán một cái màu, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh màu bằng cái lệnh khi chúng ta nhập mà khái niệm môn học, thì mỗi môn học đều có những cái màu sắc ở đây, chúng ta có thể điều chỉnh màu sắc của các môn học tại cái lệnh này. Chúng ta quay lại. Như vậy là cái nút môn là dùng để tô màu những cái môn học. Chúng ta có thể tô màu ở mức độ được vào cái lệnh là cái màn hình là xem màu sắc, xem toàn trường thì bấm vào môn học cũng vậy. Ta thấy tất cả các môn học tự hiện ra. Với cái màn hình của giáo viên cũng tương tự như vậy. Tương tự như vậy. Tiếp theo là giáo viên, thì đây là cái lệnh mà sẽ bật lên hiện màu sắc của giáo viên mà dạy cái môn học mà giáo viên đã có thẻ khóa biểu, chúng tôi quy định là gọi là xấu. Thì là chúng ta sẽ học sau những quy định này. Tức là trong phần mềm có hẳn các cái tiêu chí đưa ra đánh giá một giáo viên có thẻ khóa biểu thế nào là xấu, thế nào là đẹp. Chúng ta có thể can thiệp được vào cái tiêu chí này. Thì đó là, đây là cái lệnh là để hiển thị ra những giáo viên được gọi là xấu. Nhưng mà trong cái thế việc của thầy ở đây thì tất cả các giáo viên đều đều là có mâu thuẫn, đều có cái gì đó là không tốt. Đấy. Trong cái thử biểu này thì giáo viên văn là bình thường, giáo viên các môn khác là bị xấu, ví dụ như vậy, chúng ta phải quan sát như vậy. Bấm C là để hủy hủy cái tính năng tô màu trên 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 lớp. Và giáo viên tương tự, ta có những cái lệnh như là phòng là tô màu cái tiết học mà ở trong các phòng học đặc biệt. Môn là tô màu các cái môn học, ta đã biết rồi. Về tiết tiết học thì chúng tôi có quy định là thế nào là một tiết xấu, có định nghĩa hẳn hoi. Thì là này, phần mềm chúng ta sẽ học sau, cái này rất là lâu, nhưng mà tôi nói trước là trong phần mềm TKB có một cái hàm đánh giá các cái tiết học thì chúng ta có thể coi ở đây. Từ lấy chúng ta có thể vào cái chức năng này mà chúng ta xem được các cái quy định thế nào là, ta vào cái chức năng là các lựa chọn. Thì ở đó cho thấy có một cái tab là, tôi sẽ tìm lại cái tab có tên đánh giá tiết học. Thì đây chính là cái định nghĩa thế nào là các cái tiết xấu. Một cái tiết gọi là xấu nếu chúng vi phạm các quy định ở đây, khi mà được check vào thì cái quy định này được đưa vào trong cái định nghĩa của tiết xấu. Nếu ta bỏ đi thì thôi. Như vậy ta bỏ đi tất cả các cái này thì các tiết học không có khái niệm xấu nữa. Khi ta đưa vào càng nhiều thì tiết học nó càng xấu, thì nó càng trở nên là nhiều dễ xấu hơn. Ví dụ như là tiết học mà tạo ra các cái khoảng trống
ví dụ là một tiết ở một tiết ở tiết 1, tiết 2 là trống, tiết 3 là có một, tiết 3 là có một tiết nữa, thì hai cái tiết đó, tiết 1 tiết 3 đó là tiết tạo ra cái khoảng trống, đó là những tiết xấu. À, tiết duy nhất trong buổi học. Cái tiết mà cái tiết mà ở trong buổi học là có một tiết thôi, có một tiết thôi, còn các giờ khác là rỗng, như vậy thì đó là xấu. Tiết vi phạm có ràng buộc bận nghỉ hạn chế, tiết vi phạm có ràng buộc không dạy, tiết vi phạm các ràng buộc nghỉ buổi dạy, tiết vi phạm các ràng buộc không dạy qua trừ của giáo viên, tiết vi phạm các điều kiện thời gian nghỉ giữa buổi. Ví dụ như chúng tôi quy định, chúng ta quy định là ví dụ như là môn văn, ngữ văn là có hai tiết liền thì không được phép nghỉ giữa buổi, qua giữa buổi thì qua cái tiết là 2-3. Thì nếu mà cái môn văn mà được xếp vào tiết 2, tiết 3 thì quy định là phạm quy và quy là vi phạm điều kiện là không xếp qua cái thời gian nghỉ giữa buổi. Tiết vi phạm có ràng buộc thứ nhất môn học. Như vậy đây là những tiết học trên thầy cô biểu giáo viên đã được quy định, đặt quy định là thế nào là xấu. Thì khi chúng ta vào đây, chúng ta bấm vào đây thì phần mềm sẽ hiển thị ra những cái tiết gọi là tiết xấu. Ví dụ trong cái màn hình này thì cả ba tiết này đều là vi phạm cái ràng buộc là chỉ có một tiết trong buổi học. Mỗi giáo viên này sẽ đến, cả buổi giáo viên chỉ đến có một tiết thôi, sau là phải đi về. Thì như vậy là thêm định nghĩa mà định được đặt ra đây là xấu. Còn vị trí là cái vị trí địa điểm trường đấy, tức là mỗi một địa điểm trường thì được quy định đặt thành màu sắc và giáo viên có thể quan sát là trong một buổi như vậy mình có thể đi bao nhiêu địa điểm ở trong thời biểu của nhà trường. Thì phần mềm TKB là quy định là hỗ trợ cho quy định là mỗi một nhà trường có thể được đặt ra là 10 cái địa điểm trường và chúng ta có đặt màu sắc cho từng địa điểm một. Thì cái lệnh nhập địa điểm trường nó nằm ở đây, là chúng ta có thể nhập vào cái chúng ta có thể vào cái lệnh này và chúng ta sẽ đặt cái màu sắc cho từng cái địa điểm của trường. Đấy. Tôi vào cái khung nhìn địa điểm lớp đây thì ta thấy là phần mềm hỗ trợ cho chúng ta là 10 địa điểm, thì chúng ta có đặt cái màu sắc cho từng địa điểm một. Thì khi mà đặt cái lệnh tô màu địa điểm thì mỗi một cái ô trong thẻ biểu giáo viên nó sẽ hiển thị theo màu sắc của địa điểm mà giáo viên đó phải đến. Thì đó là cái lệnh mà tô màu theo địa điểm, theo vị trí. Thì như vậy là trên cái màn hình main loop thì chúng ta thấy có hai cái khung cho lớp và giáo viên đều có những lệnh dùng để tô màu. Trên thẻ có biểu toàn trường theo lớp thì chúng ta có thể đặt các cái đặt những cái lệnh tô màu như này, giáo viên xấu này, hay đây là cái đấy. Còn trên thế biểu toàn trường theo giáo viên đặt những cái lệnh như là tô màu theo môn học này, theo tiết xấu này, đấy, và theo vị trí này và C là hủy cái tô màu. Như vậy là cái lệnh tô màu là cái lệnh mà được đưa ra để giúp chúng ta có thể đặt các cái màu sắc trên ô từ khóa biểu và thông qua màu sắc có thể quan sát và có thể cảm nhận được cái thẻ biểu của chúng ta để chúng ta có định hướng để mà tinh chỉnh dữ liệu.